xin chúc mừng Võ Minh Lâm, Bảo Lâm là cặp đôi được khán giả yêu thích nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho cặp đôi mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp CD, khoảng trắng, mã số cặp đôi và gửi về tổng đài 8234. Hoặc truy cập Zalo tìm kiếm cặp đôi hài hước và bình chọn cho cặp đôi mình yêu thích để có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần.